Cái này nó xuất phát từ cái đề minh họa nè, đề minh họa cái câu 44 của bên minh họa thì người ta cho fx cộng cho x nhân f phẩy. Cái câu này thì cái ý tưởng giải là chúng ta dùng x x nhân cho fx đạo hàm, x nhân với fx đạo hàm thì nó sẽ giống như là u nhân v vậy đó, u nhân v, u nhân v đạo hàm thì sẽ là x đạo hàm nhân cho f, đến lượt x giữ nguyên f đạo hàm, mà x đạo hàm thì nó thành một nên nó sẽ thành luôn là fx x nhân cho f phẩy, nó sẽ đúng cái vế trái của mình luôn, y chang cái vế trái đó. Thì khi đó cái ý tưởng mình áp dụng là cái này thì dẫn đến cái vế trái của mình, cái vế trái của mình sẽ là x nhân cho fx tất cả đạo hàm bằng cái vế phải. Đó, cái vế trái của mình chính là x nhân với fx tất cả đạo hàm, sau đó chúng ta nguyên hàm hai vế, nguyên hàm khi chúng ta nguyên hàm á, nguyên hàm thì nó sẽ mất cái dấu đạo hàm ở đây, ngay lập tức nó sẽ còn là x nhân cho fx. Còn bên vế phải, bên vế phải khi mà nguyên hàm á thì x mũ 3 là x mũ 4 chia 4 thì nó thành x mũ 4, chỗ này nguyên hàm là x bình chia 2, nguyên hàm của 2 là 2x và cộng cho c. Rồi sau đó chúng ta tìm fx bằng cách là đem chia, chia x qua x mũ 4 chia x còn x mũ 3, chỗ này còn 2x, chỗ này còn 2 và c phần x. Nhưng do cái đề này nó bảo là liên tục trên r, liên tục trên r nên cái c này nó sẽ bằng không, cái c này nó sẽ bằng không, tại vì nếu mà cái c này khác không thì nó sẽ có cái điều kiện của mẫu, mà điều kiện của mẫu là nó sẽ không có phù hợp với lại cái r này. Đó, ý tưởng của cái minh họa là như vậy. Nó lại nha, x nhân với fx đạo hàm thì có fx rồi mình sẽ tìm được f phẩy, và từ đó mình sẽ tìm được cái diện tích đó. Đó là cái câu trong đề minh họa, đề gốc. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn được cái câu chuyện là cái vế trái mà nhìn nó dễ như thế này. Sau đó người ta bắt đầu người ta phát triển hơn, để phát triển hơn người ta sẽ cho một số cái câu nó hơn một tí, nhưng mà muốn làm được những cái câu hơn như vậy á, là mình phải nắm được cái mấu chốt của cái đề minh họa, cái cốt lõi của minh họa chỗ này, cái x nhân cho f đạo hàm. Giờ thầy sẽ có một cái một số câu, nhưng mà kịp cái này chưa cái đã nè, ổn cái này không Minh Anh? Anh Dạ thầy. ổn ở chỗ này không? Ổn thầy, em làm tới bước đó. Bây giờ nếu mà thầy cho u nhân fx đạo hàm đi, nếu mà gặp u nhân fx đạo hàm thì nó sẽ mở rộng hơn, thì mình sẽ được là u đạo hàm nhân fx cộng cho Em u nhân fx đạo hàm nha. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ phát triển cái bài toán này lên bằng cách xử lý bài toán sau. Đây. Chúng ta gặp một cái câu nằm trong Vĩnh Phúc năm 2023.
cho fx liên tục từ 0 đến dương vô cực. Thỏa mãn là F1 bằng cái này để lát nữa mình tìm C thôi chứ gì đâu. Thường thường mấy cái ý tưởng này là để tìm C này. Đây. Thấy cái dấu hiệu nha, thấy cái dấu hiệu của vế trái. Đấy. Có là bên vế trái nó sẽ có là F phẩy rồi F nó cộng cho nhau. F phẩy và F nó cộng cho nhau nên là sẽ tìm cách để làm cái dạng này nha. Đó là cái dạng mở rộng của cái anh hồi nãy. Có là xuất phát của chúng ta sẽ là như thế này. Xuất phát điểm á. Xuất phát chúng ta sẽ dùng cái ý tưởng là U U nhân cho Fx. U nhân cho Fx đạo hàm thì sẽ bằng U đạo hàm nhân cho F. Rồi đến lượt U giữ nguyên F đạo hàm. Giờ xuất phát từ ý tưởng này vậy. Nhưng bây giờ mình nói so sánh nè, so sánh cái u đạo hàm mà nhân cho f, u đạo hàm mà nhân cho f so với cái vế trái của đề bài á, cái đề bài nó chỉ cho f thôi, mình chưa có u đạo hàm. Nếu mà u đạo hàm ở đây là một thì nó sẽ lại không khớp cái phía bên bên này. Đúng không? Nếu mà nè anh nhìn cái vế trái này nè. Nếu mà mình đặt x với x cộng 1 là u đi, x với x cộng 1 là u. Để cho nó là u nhân f đạo hàm. Thì khi đó u đạo hàm nó không có ra khớp được cái chỗ bên này nè. Nếu như mà u là x chứ x cộng 1 thì bên này u đạo hàm nó không có ra được giống với vế trái nên nó mới là phát triển hơn. Cái cách xử lý của anh này như sao, hướng dẫn cái cách xử lý nha. Nếu như mà phía trước của fx á, phía trước fx không có cái hàm gì cả thì chúng ta sẽ biến đổi cái này nè. Từ đây chúng ta sẽ suy ra này. Thầy sẽ làm cho fx nó đi riêng một mình bằng cách là thầy sẽ đem chia, có nghĩa là thầy sẽ lấy hai cái này cùng chia cho u đạo hàm là sẽ có fx cộng cho u chia cho u đạo hàm nhân f phẩy. Có nghĩa là thầy đã làm cái thao tác gì ở đây biết không? Đem chia cho u đạo hàm. Đem chia u đạo hàm để cho fx đi riêng một mình. Fx đi riêng một mình cho nó khớp với lại cái vế trái nè. Nắm được không? Rồi sau đó mình mới coi nè, ở đây có f phẩy, ở đây có f phẩy, vậy là cái phần còn lại u chia u đạo hàm nó chính là x x cộng 1. Vậy là bước 1 và chúng ta sẽ đi tìm u, thỏa mãn cái câu chuyện nè. Nhìn ở đây lần nữa nha, f đi riêng một mình, F đi một mình khớp ở chỗ này rồi nè. F phẩy giống F phẩy. Vậy tìm U sẽ thỏa mãn cái câu chuyện là U chia U phẩy phải bằng với X X cộng 1. Hiểu rồi chỗ này không ta? Được ông Tuấn Phụng. Chắc làm lại đi. Thấy bầu trời im ru. Xuất phát từ cái câu chuyện sau đây nha. Thầy có U. U nhân cho Fx tất cả đạo hàm. Thì mặt lý thuyết đó chính là cái gì? U phẩy nhân cho F cộng cho U nhân F phẩy. Nhưng mà quan sát lên vế trái nó chỉ có Fx đứng riêng một mình thôi. Fx đứng riêng một mình thôi nên thầy sẽ suy ra bằng cách thầy chia cho nó mất cái U đạo hàm này nè. Thì thầy sẽ có là Fx
cộng cho U chia U đạo hàm. Chia như vậy để cho Fx đi riêng một mình cho nó giống cái vế trái bên này, rồi Fx đi riêng mình. Kịp tới đó không Minh Anh? Dạ kịp theo. Ừ. À, sau đó em bắt đầu em mới so sánh nè. So sánh F phẩy nè, F phẩy nó cũng khớp với F phẩy nè. Vậy là còn cái U chia U phẩy, U chia U phẩy nó chính là X, X cộng 1 của mình. Nên bước 1 thầy sẽ đi tìm U. Tìm U phỏ mãn. Phỏ mãn là gì? U chia U phẩy nó bằng X, X cộng 1. Đi tìm cái U, đi tìm cái U đi, lát mình ráp vô đây nè. Đi tìm U nha. Bây giờ muốn tìm U á, tìm U tới đây nè. Mình muốn tìm U thì mình sẽ nghịch đảo lên. Mình sẽ nghịch đảo để mình có U phẩy chia U. U phẩy chia U. Có ai còn nhớ U phẩy chia U chính là đạo hàm của cái gì không? Kim Hường, U phẩy chia U là đạo hàm của cái gì? Lô đến nè bè có ô thầy. Đúng rồi, chính là LNU đạo hàm. U phẩy chia U chính là LNU đạo hàm. U phẩy chia U là LNU đạo hàm nha. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ nguyên hàm hai vế, nguyên hàm hai vế. Ở đây mình sẽ nguyên hàm. Nguyên hàm thì cái vế trái này nó sẽ mất cái dấu đạo hàm, nó sẽ còn LNU đó, và chúng ta đi tìm nguyên hàm của anh này. Nguyên hàm của anh này thì chúng ta sẽ đồng nhất AB, A phần x, B phần x cộng 1. Nhắc lại cách đồng nhất nữa này, và ta có 1 chia x, x cộng 1 bằng A phần x, B phần x cộng 1. Quy đồng bỏ mẫu A nhân x cộng A đến lượt BX, thì ta sẽ có cái hệ là A cộng B bằng 0, A cộng B bằng 0, và số A này bằng 1. Nhớ không mình anh? Hơi hơi nhớ Nhưng mà làm cái đó hiểu không? hiểu thầy. À, thì sẽ bấm máy thì sẽ tìm được A với B. Bấm máy thì sẽ được A với B. A bằng 1 và B sẽ bằng trừ 1. A bằng 1, B bằng trừ 1. Vậy là cái vế phải này nè, cái vế phải này sẽ là A là 1, 1 phần x, B là trừ 1. Nguyên hàm của 1 phần x là thành LNX. Nguyên hàm của 1 phần x cộng 1 là LNX cộng 1 cộng C. Vậy là cuối cùng chúng ta sẽ có được vế trái là LNU, vế phải là ghép lại là thành LN của x chia x cộng 1 luôn. Đó là tới đây mình đối với những cái bài này, khi mình tìm U mình cho hệ số C này nó bằng không luôn. Mình tìm U thôi, khi đó U của mình nè, U của mình nó chính là x cộng 1 luôn. Bỏ trị tuyệt đối luôn vì đề bài nó cho x dương, vì đề bài cho x dương. Vậy là thầy đã tìm được U rồi đó. Bài này nó hơi phát triển nhiều, nó sẽ làm cho nhiều bạn rất là khó khăn khi mà chúng ta gặp phải những cái câu mà nó đòi hỏi tính toán nhiều. Hay hay Phương nói
cái chỗ mà LNU bằng LN x chia x bằng 1 thầy giải thích cho em ấy. Đang bị rối cái đó. Đây là NU nè, NU nè, B xuống, hôm nay chính là vế trái của thầy nè. Còn cái vế phải đây nè, vế phải LN mà trừ thì ghép lại là thành LN gì? Chia. Không, hai cái LN ghép lại thành chia. Hiểu không? Không, hôm nãy bạn nào hỏi đó. Ok. Rồi sau đó hai bên có log, thực sự là mấy con số này khi tìm C tìm U này thì mình cứ cho hằng số C bằng 0 rồi mình tìm U thôi. Rồi là có U rồi đó. U chính là x, x cộng 1. Vậy sau khi có U rồi thầy mới 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 quay lại nha. Có U là mình sẽ quay lại cái này nè. Em chép tới đó đi. Có thấy U rồi. Là bạn nên giải thích cho em là tìm U để làm chi. Sau khi có cái U là x chia cho x cộng 1 thì chúng ta làm cái này được. Cứ kéo lên kéo xuống cái đề bài đi mệt quá. Tại vì em tụi em phải nắm cái đề bài, có cái đề bài để mới làm được. Đây là cái đề bài cho anh. Nhìn nha, nhìn bây giờ thầy sẽ thầy sau khi có u lại sẽ có cái chuyện sau đây. Hồi nãy mình dùng là u nhân cho fx thì giống như là, có nghĩa là x chia cho x cộng 1 nhân cho fx. Bây giờ đạo hàm bên này nè. Đầu tiên là u đạo hàm. U đạo hàm là x chia cho x cộng 1 đạo hàm. X chia x cộng 1 đạo hàm, chúng ta dùng quy tắc AD trừ BC. AD trừ BC thì mình sẽ được là một phần x cộng 1 bình phương nhân fx. U phẩy nè, u phẩy nè, u phẩy nhân cho f là cộng cho u nhân f phẩy. Biết ở đâu ra cái màu vàng này chưa? X chia x cộng 1 đạo hàm thì dùng quy tắc a nhân d x nhân 1 trừ bc chia cho mẫu bình phương, hiểu chưa? Nên là bây giờ nhìn vào cái vế trái của đề bài nè, nhìn vào cái vế trái của đề bài thầy sẽ biến đổi làm sao cho nó xuất hiện y chang như cái cục này luôn, bằng cách nhìn đây nha. Theo em làm sao từ cái đề bài mà biến đổi ra được cái này? Tư duy xíu ơi. Làm sao từ cái đề bài mà biến đổi ra được giống như thế này? Bạn nào nói được không? Bắt ai sao ai tìm mà được cái ý làm sao để ra đó. Em Hường có ý tưởng nào để đưa từ cái đề bài mà chuyển qua được bên này không? Như là chia cho x cộng 1 tất cả bình. Đúng, chia cho x cộng 1 tất cả bình. Thầy chia cho x cộng 1 tất cả bình, đó là cái
cái vế này chia cho x cộng 1 tất cả bình, cái vế này chia cho x cộng 1 tất cả bình, và vế này chia x cộng 1 tất cả bình. Khi chia như vậy á, em sẽ nhìn lại khi chia như vậy nè. Đầu tiên, x cộng 1 đơn giản để x bớt cho x cộng 1 thì nó còn là x, x cộng 1 nhân cho f phẩy. Còn cái này nó thành là 1 chia x cộng 1 bình phương nhân fx. Còn cái vế bên phải này mình sẽ rút x ra ngoài. Vậy là vế trái nè, vế trái, cái vế trái này nó khớp với lại cái này y chang này nè, thì cái vế trái của mình khi đó nó thành là x chia x cộng 1 nhân cho fx tất cả đạo hàm. Còn vế phải mình đơn giản bớt cho x cộng 1 đi thì mình còn x chia x cộng 1. Còn thường khi em đọc tài liệu á, khi đọc tài liệu em sẽ gặp một số bài ngay lập tức từ đề, đề bài này người ta nói là chia cho x cộng 1 tất cả bình. Ngay lập tức vào người ta yêu cầu mình chia cho x cộng 1 tất cả bình mà mình không hiểu là ở đâu có cái x cộng 1 tất cả bình. Tại sao lại phải lấy cái đó để chia x cộng 1 tất cả bình? Muốn làm được là người ta đã tìm cái u ở trên đó. Tìm được cái u ở trên này nè, sau đó người ta mới dò ra được là nên chia cho cái gì. Chứ không phải là nhảy vào một cái là biết chia cho x cộng 1 tất cả bình không. Và sau khi có cái u rồi á, có cái u rồi bây giờ tới đây mình mới nguyên hàm hai vế. Ở đây mới nguyên hàm hai vế, nguyên hàm cái vế trái thì nó sẽ mất cái dấu đạo hàm này, nó sẽ còn x x cộng 1 nhân fx. Còn nguyên hàm của vế phải, nguyên hàm của vế phải có cách nào tìm nguyên hàm vế phải không? Bậc tử bằng bậc mẫu thì làm sao nhớ? Chia thì hệ sẽ chia bằng cách là cái gì, thêm bớt thôi. X cộng 1 phần x cộng 1 thì nó sẽ là 1 trừ 1 phần x cộng 1. Thì từ đó chúng ta sẽ tìm được nguyên hàm của 1 là x, nguyên hàm của cái đuôi đằng sau là ln x cộng 1. Thì chúng ta sẽ có được là x chia x cộng 1 nhân fx bằng x trừ ln x cộng 1 cộng c. Rồi từ đây đem chia qua thì nó sẽ tính được fx, em chia qua thì tính được fx. Nhưng mà chắc thầy sẽ làm lại một lần nữa từ đầu chí cuối. Cái vấn đề của em hay gặp phải là gì? Làm một lần nó không có thấm đâu. Làm một lần không thấm nổi. Điều nữa không anh? Không thể cái khúc mà x cộng 1 trừ 1 chia cho x cộng 1 trừ 1 đâu ra vậy? Này thật sự là thầy đi tìm nguyên hàm bằng cách là nếu mà em không nhớ thật sự là chính là thầy làm câu chuyện là gì, thương cộng dư chi mẫu á, tại vì bậc tử nó bằng bậc mẫu, bậc tử nó bằng bậc mẫu nên x chia cho x cộng 1 thì được 1 đó, thì thương nè, thương cộng dư chi mẫu. Nhưng mà hãy tách ra như vậy để thầy làm cho nó lẹ, nó x cộng 1 phần x cộng 1 nó ra 1, x cộng 1 phần x cộng 1 nó ra 1, còn cái đuôi đằng sau là trừ 1 chia x cộng 1. Làm lại một lần nữa, thật sự là không cần phải làm quá nhiều đâu, chỉ cần làm thiệt kỹ một bài thôi để cho em thấm được ý tưởng, em thấm thía được là sau này người ta có đổi như thế nào đó mình cũng sẽ xử lý được. Giống như cái câu chỗ này nè, bên anh Lý Khiết Quảng Ngãi nó có một câu cái kiểu vậy. Nhưng mà cái thầy muốn bây giờ là làm cho em thấm.
sâu sắc luôn. Làm lại từ đầu một lần nữa thì em sẽ thấy cái câu chuyện mà làm một bài mà nó thiệt kỹ, nó đâu ra đó, nó làm mình thấm hết mọi thứ, nó tốt hơn là em sẽ làm quá nhiều thứ rồi, nhưng mà cái nào em cũng mê man, không có nắm chắc được. Có thể là buổi nay chỉ cần giải một câu thôi, nhưng mà cái câu này em sâu sắc về ý tưởng. Đầu tiên xuất phát từ cái chỗ này, tức là có F phẩy với F x, có F phẩy với F x, thầy sẽ xuất phát từ cái câu chuyện thầy đi tìm U, tìm bằng cách sau đây. Đầu tiên là thầy sẽ dùng công thức là U U nhân cho F x, U nhân F x đạo hàm thì sẽ là U đạo hàm nhân cho F, và cộng cho U nhân F đạo hàm. Sau đó với lý do là cái bài này nè, Fx đi riêng mình, mà cái đề bài mà nó đang dính với cái u phẩy, nên thầy quyết định đem chia cho u phẩy, đem chia cho u phẩy để cho Fx nó đi riêng một mình, đem chia cho u phẩy thì sẽ được là u chia u phẩy để cho Fx đi riêng một mình, giống như đề bài. Rồi sau đó mình mới thấy đây, F phẩy với F phẩy khớp nhau rồi. Vậy là cái màu vàng x nhân x cộng 1 nó sẽ ứng với U chia U phẩy. Nghe là lần thứ hai, thứ ba rồi đó. Thấy có vẻ ổn chỗ này chưa Minh Anh? Dạ rồi thầy. Thầy sẽ quyết định đi tìm cái U. U thỏa mãn U chia U phẩy nó bằng x x cộng 1. Nhưng mà U chia U phẩy là chúng ta không có làm được, nó phải đảo lại liền, nghịch đảo lại để được U phẩy chia U. Nghịch đảo U phẩy chia U. Nghịch đảo. Và sau đó mình phải thuộc công thức của đạo hàm U phẩy chia U. U phẩy chia U nó ứng với LNU tất cả đạo hàm. Mình đọc đạo hàm á, LNU đạo hàm là U phẩy chia U. Sau đó thầy sẽ nguyên hàm hai vế, nguyên hàm. Nguyên hàm để được là gì? Nguyên hàm của vế trái nó sẽ mất cái dấu đạo hàm ở trên này. Nó sẽ còn là LNU. Nguyên hàm của vế phải 1 phần x x cộng 1. Và cái vế phải này thầy nói rồi, vế phải này mình sẽ làm bằng cách là tách AB, A phần x, B phần x cộng 1. Cái này nó thuộc về kỹ năng, nếu mà ai làm nhanh thì sẽ thấy chỗ này nó nhẹ nhàng, còn ai mà làm chậm thì thấy nó cũng hơi nhiều bước. Đó, quy đồng giữ mẫu, mình xin lỗi, quy đồng bỏ mẫu là mình sẽ có một à, một sẽ bằng a, a thì nhân cho x cộng 1 thì mình sẽ được là ax a, còn b thì sẽ nhân cho x là bx. Sau đó đồng nhất, đồng nhất ở đây mình thấy ax với bx mà bên bên đây không có x gì hết thì mình sẽ có a cộng b bằng 0. Số ở đây số 1, ở đây là a, a bằng 1, a bằng 1, bấm hệ phương trình hai ẩn thì mình sẽ được a bằng 1, b bằng trừ 1. Có a có b thì sẽ lắp vào đây, a là 1, b là trừ 1. Thì nguyên hàm của 1 phần x là lnx. Nguyên hàm của 1 phần x cộng 1 là lnx cộng 1. Mà hai cái ln này ghép lại, ln trừ ln thành ln chia x cộng 1. Mà đề bài nó lại cho là
nè, thầy bài nó cho x dương nữa nên bỏ trị tuyệt đối luôn. Vậy là kết hợp lại thầy có LNU bằng hồi nãy có một bạn hỏi là LNU bằng LN này thì hai bên cùng có LN thì sẽ làm sao? Ở đây thầy sẽ tìm được U chính là cái gì? U là cái gì mình anh? Tức chia x cộng 1. Đúng, x chia x. Chia cùng một. Đó là cái bước để tìm U. Có U là thầy tính U phẩy luôn nha. Cho anh dễ dễ nắm cái này. Có U thì tính được U đạo hàm luôn cho anh thấy. U đạo hàm theo quy tắc A nhân D là 1 nhân 1 trừ B chia C trừ B nhân C chia cho mẫu bình phương. Nên là x x chia cho x cộng 1, cái này là u nè, u mà nhân fx, u mà nhân fx đạo hàm nó sẽ bằng cái gì? X x cộng 1 đạo hàm cộng cho x x cộng 1 em phải mà x chỉ cộng 1 đạo hàm thì chính là 1 phần x cộng 1. Một số bạn nếu mà theo nghiệp thì cũng đừng có nản, em cứ bình tĩnh làm đi làm lại riết nhiều lần, hy vọng một lúc nào đó ta sẽ thấm được. Và sau đó hồi nãy thầy mới nói là cái gì, làm sao cho cái cục mà thầy đang biểu diễn này nè nó giống giống như thế này, từ cái đề bài á, từ cái đề bài làm sao mà biến đổi cho nó tựa tựa trong đây, làm sao mình ăn Chia cho x cộng 1 trong một chưa đủ bình phương. nè. Mình nhìn ở đây fx nè, ở đây đang fx nè, ở đây fx nè, thì cái chỗ này phải chia cho x cộng 1 bình phương thì nó mới khớp được ở trên đây, chia cho x cộng 1 bình phương từ cái đề bài nè, x x cộng 1 em phải chia cho x cộng 1 bình phương cộng fx chia x cộng 1 bình phương, còn bên phải rút x ra thì được x x cộng 1 chia x cộng 1 bình phương. Thì chúng ta thấy cái vế trái, nguyên cái cục vế trái này bây giờ nó đã biến đổi thành cái gì rồi, nó giống trên đây chưa, và nó chính là cái gì, x nhân x cộng 1 fx tất cả đạo hàm. Hiểu mình làm Hiểu thầy bên đây mình thu gọn bớt x cộng 1 đi, rồi lại tiếp tục nguyên hàm cái vế trái thì nó sẽ x, nó mất cái dấu đạo hàm thôi, còn bên phải này nguyên hàm thầy hay dạy cho em là phật tử bằng mật mẫu thì thực hiện phép chia, ai có thêm bớt được thì tốt. Chia là gì, x chia cho x cộng 1, x chia x được 1 thì dư là âm 1, cái này là dư, cái này là thương, thì cái vế này nó sẽ là cái gì, thương cộng cho dư chia cho mẫu, nguyên hàm của 1 là x, nguyên hàm của cái này là trừ ln. C đó, làm quá trời làm, cuối cùng mình sẽ có được cái cục này, cục này bằng cục này, đi tìm C thôi.
Đề bài cho cái F gì bằng cái gì để đi tìm C. Đề bài cho là F F1 bằng trừ 2 LN2 thì mình sẽ chọn x bằng 1. Chọn x bằng 1 và trong đó mình sẽ tìm được C ha. F1 bằng trừ 2 LN2 thì chọn x bằng 1 nè, chọn x bằng 1 thì mình sẽ được chỗ này là 1 phần 2 nè. 1 phần 2 F1 bằng cái này là 1 nè. Trừ cho LN2 nè. Chọn C. Đó là sau đó thế thế F1 bằng trừ LN2 trừ 2 LN2 vô đây. F1 thế bằng trừ 2 LN2 thì trừ 2 đơn giản bớt. Thì đó mình sẽ tìm được C. Và nó xong bài đó. Chịu khó chép đi. Đến 9:40 thầy sẽ qua ví dụ 2. Sẽ làm lại một lần nữa cho em thấy cái ví dụ 2. Cũng cái dùng cái kỹ thuật đó. Tại vì thấy có hai câu trong một bài đề nó cùng kỹ thuật đó. Ta còn khoảng 15 phút nữa. Thôi em chép kịp thì sẽ xem lại video để mình chép. Giờ qua câu 2 ha. Câu 2 tí. Câu 2 của anh chuyên lấy khiết Quảng Ngãi. Nó cũng có cái dấu hiệu. Mình sẽ nhìn vào cái đề bài để mình tìm dấu hiệu. Nó có F' F'X. Thầy cũng cũng theo cái câu chuyện hồi nãy. Thầy cũng xuất phát là cái xuất phát điểm của thầy là gì? U nhân F. Thì nó sẽ là U đạo hàm. U đạo hàm nhân cho F. Cộng cho U nhân F đạo hàm. Bây giờ mình mới coi lại đối với cái bài này nè, đối với cái bài của anh Chiên Lý Khiết này nè, F phải đi riêng mình. Vậy là theo em á, theo em bài này mình sẽ cùng chia cho cái gì? Cùng chia cho cái gì để cho F phải đi riêng mình? Chia cho gì, chia gì Hường? Nói cái cho đỡ lẻ loi Hường. Đúng, thầy chia cho U, thầy chia cho U để cho cái đứng trước này nè, này chúng ta quan sát đó, tự nhiên chỗ này F phải, chỗ này có F phải mà cái anh U nó đang thừa thả, mình chia cho U nên thầy sẽ có U phải chia U nhân Fx. Vậy là bài này nè, F phải đi riêng mình là thấy đẹp rồi nè. Đó. Fx nè. Fx nè. Vậy cái bài này U phải chia U nó sẽ bằng cái gì? Bằng gì Minh Anh? Thưa thầy là 2x chia cho m1 bằng Nhìn nhìn với trái đó, đừng có nhìn đưa chứ mình chưa chạm gì với phải cả. là 1 chia x. Chưa phải luôn. So sánh này, so sánh để tìm sự giống nhau giữa cái anh này với lại cái anh này. Tô nha, ép nè. Thấy ép chưa? Ép với ép chưa? Ép phải có F phẩy chưa? Ừ, vậy giờ U phẩy chia U là cái gì? Chị Sao sao lại ít chia ít nữa?
nó chỉ có đúng chữ gì thôi, ít hả? đúng chữ ít thôi, đâu có ít phải chết gì nè, nó đúng chữ ít thôi, nó đi cùng màu với nhau rồi đó nè. F phải đi, F phải nè, F đi F nè, phải ít đi với anh này nè. Vậy bài này nó đỡ hơn bài trước rất là nhiều nha. Bài trước là nó trong một cái tích ít, nhưng ít cộng một là làm nguyên hàm, nó cực khổ hơn. Bài này nó nhẹ hơn. Bài cuối cùng chốt lại cho thầy, u phẩy chia u ở đây bằng cái gì? Bằng ít. Rồi bài này có cần nghịch đảo gì giống bài trước nãy không? Bài hồi nãy là mình gì, u chia u phẩy là mình phải nghịch đảo lên. Còn bài này có cần nghịch đảo gì không? U phải chia u này chính là NU đạo hàm. Rồi nguyên hàm hai vế, nguyên hàm hai vế mình sẽ được NU. Nguyên hàm của x, nguyên hàm của x phải là x bình chia 2 không? Rồi giờ làm sao tìm u? U sẽ bằng cái gì? Bỏ lớp loại mũ á, bỏ lớp loại mũ mình được gì? Lê e mũ x bình phần hai rồi. Vậy là bài này tìm u nó nhẹ hơn bài kia rất là nhiều lần, nhưng mà cái kỹ thuật nó giống nhau. Tại sao ngay từ đầu thầy biết là thầy chia cho u mà thầy không chia cho u phẩy, là do cái gì ở đây? Do f phẩy nó đi riêng một mình, do f phẩy đi riêng một mình nên là mình cũng muốn cái anh f phẩy này nó đứng một mình thôi, nó không có kèm với thằng u nên đem chia cho u, nên cái bài mà f phẩy đi riêng một mình nó nhẹ hơn. Rồi sau đó mình bắt đầu mình đi so sánh cái vế trái với từng cái biểu thức nè. Ở đây thầy tô màu cho em dễ quan sát nè, f phẩy nè, f phẩy nè, f nè, f nè, thì cái x này nó sẽ ứng với u bình chia u, đẹp chưa? Đấy, đây là cái u nè, cái u sau khi mình tìm cái u mình thấy cái u này đó, nó mang dáng dấp của cái bên đây rồi nè, mang dáng dấp của bên đó rồi đó. Sau khi có u thì thầy sẽ đi tính u nhân cho f đạo hàm, thử xíu cho em xem nha. Vậy là u mình là e mũ x bình chia 2. Đạo hàm e mũ này đạo hàm, sợ không biết đạo hàm, e mũ u đạo hàm được cái gì nè, u phẩy nhân e u nên nó sẽ là x bình đạo hàm thành 2x, 2x chia 2 thì còn x, u phẩy đó, u phẩy nhân e mũ u ai mà không thuộc đạo hàm mà gặp mấy mày này là ghê lắm, hiểu không Phụng? Dạ hiểu rồi. Minh Anh đố Minh Anh một lần nữa, ở đâu có chữ x này? Thưa thầy là do em muốn u đạo hàng. Đúng, em ở đâu đạo hàm. Rồi bây giờ nhìn cho thầy nè, nhìn cho thầy cái này, cái cục vàng khè này nè, với lại cái đề bài với trái này, làm sao từ cái đề bài này xuống cái màu vàng này cho thầy, làm cách nào để từ cái vế trái của đề bài thành cái màu vàng này? Nhân cho em một ít và chia hai. Đúng, nhân cho em một ít.
Đôi khi em đọc cái bài giải một số cái đề đó nhảy vào cái người ta nhân cho em một ít bình chia hai, em không hiểu cái lý do tại sao phải nhân cho em một ít bình chia hai, ở đâu ra là ở đây nè, là ở đây mình mới biết được là nhân em một ít bình chia hai. Nhìn nó cũng dễ thôi nè, tới đây mình quan sát nè, x x với x đẹp rồi nè, fx với fx cũng giống nhau, vậy nó đang thiếu gì? E mũ x bình chia hai. Vậy câu chuyện bây giờ là thầy là nhân hai vế cho em một ít bình chia hai. Em xuống nha. Em xuống thì nó mất một số cái nội dung. Em xuống nha. Mình sẽ có cái thầy ghi lại cái đề bài nha. Cái đề bài là x fx cộng f phẩy bằng 2x chia cho em một ít bình, và hãy sẽ nhân hai vế cho em một ít bình chia hai, x em một ít bình chia hai. Một ít bình nhân cho em một ít bình chia hai. Thì cái vế trái này, cái vế trái này chính là cái phần màu vàng của mình hồi nãy nè. Thì nó ứng với lại này đạo hàm, nó ứng với e mũ x bình chia hai nhân cho fx đạo hàm. Còn vế phải chúng ta thu gọn một tí, thu gọn một tí mình sẽ được là 2x này là e mũ m chia e mũ n nè, e mũ m chia e mũ n thì nó thành e mũ m trừ n, thì nó thành là e mũ x bình phần 2 mình trừ cho x bình phần 2 mình trừ cho x bình, thành Minh Anh đố Minh Anh x bình phần 2 trừ cho x bình được cái gì? Chưa tính thầy ơi. Bạn nào đang tính nói đó Đâu yên. nè, giờ x bình phần 2 mình trừ x bình được gì? X bình. X bình chưa đủ. Phần 2. X bình chia 2 trừ với x bình đó, quy đồng. Thì tới đó chưa? Rồi tới đây lại là cái gì? Nguyên hàm của vế trái. Nguyên hàm vế trái nó sẽ mất cái dấu phẩy ở đây thôi. Còn nguyên hàm vế phải, nguyên hàm vế phải chúng ta sẽ dùng cách nào để làm nguyên hàm của vế phải đây? Nguyên hàm này làm cách nào? Ai còn nhớ không? Đúng không? Nguyên hàm này làm bằng cách nào còn? UDV này. UDV, nếu mà đặt U là E nè, mình thử thôi nha, mình cứ thử mình coi trục trặc nó xảy ra ở đâu để mình tìm U là UDV nhức lóc gì ta, thì chỗ này DU thì được, nhưng mà cái V ngay lập tức bế tắc, không biết được nguyên hàm của em ở trừ x bình.
Thì không dùng UDV còn cách nào xử lý không? Đặt T bằng x bình đó T bằng x bình. Thì đặt luôn T bằng trừ x bình chia 2 luôn được không? Thì thử nha. Tại vì khi thì đặt T bằng trừ x bình chia 2 luôn để coi coi xử lý được không? T bằng x bình là nó đẹp á, T bằng x bình là nó vừa khớp luôn. Nhưng mà khi thầy đặt T bằng trừ x bình chia 2, để lát nữa cái này nó thành em mũ T, em mũ T nguyên hàm nó dễ hơn đó. Mình cứ đưa ra cái ý tưởng để mình tìm cách tốt nhất cho nó. Vậy là khi dt nè, dt là đạo hàm của này, nó thành là trừ x đúng không? Đấy, vậy là mình đã bắt đầu đá dấu trừ qua đây là trừ dt bằng x dx. Nhìn x dx, x dx là nó đẹp nè, nó đẹp chỗ x dx nè. Vậy cái vế phải này nó sẽ thành là trừ 2, số 2 để lại, x dx thì thay bằng dt, còn này là em mũ t. Hiểu không? Đúng không anh? Em mai em xem lại thêm. Không, giờ phải Bây giờ chốt được em cái này. chưa. Không hiểu chỗ nào. Em mới hiểu tới cái phần hai nhân em không. Phần xanh xanh lá. Xanh lá, bây giờ xanh lá hãy đặt T bằng này. Để tao sắp hết giờ rồi. Hiểu không? Để T nó bằng cái Dạ. gì? Tới đây ổn không? Ổn. Rồi đá dấu trừ qua đây. Rồi tới khúc nè, số 2 để lại theo số 2. X dx thay bằng trừ dt. Em mũ t. Rồi nguyên hàm của em mũ t thì nó thành chính nó trừ 2 em mũ t. Mà em mũ t là thành cái gì? Mình phải trả về biến x ban đầu. Vậy là mình sẽ có nè. E mũ x bình chia 2 nhân fx bằng trừ 2 e mũ trừ x bình phần 2 cộng c. Rồi đề nó cho cái gì đó, cho gì để tìm c. Nó cho f0 bằng trừ 2, cho f0 bằng trừ 2 thì chọn x bằng 0. Chúng ta thế vào mình được e mũ 0 nhân f0 sẽ bằng trừ 2 e mũ 0 c. Để cho f0 bằng trừ 2 đúng không? Thì chỗ này mình sẽ có là trừ 2 e mũ 0. Ở đây chúng ta tìm được c bằng 0. Có c rồi, đề bài để yêu cầu tính f mấy nữa, nhớ nữa. Thế vô là nó phải xong bài. Ráng kiên trì nha, thật sự là khó thiệt chứ không phải là khó, nhưng mà chúng ta phải kiên trì thôi. Cái gì mà nó càng phức tạp thì chúng ta càng cố gắng qua. Thật sự là khi mà thầy dạy tụi em vận dụng như thế này cũng đang ở chế độ cầu may thôi. Vận dụng nó rất là bao la trong đề thi á, vận dụng nó bao la kinh khủng. Nó chỉ có khoảng 37 38 câu quen thôi. Những câu mình nhìn vô là mình biết và mình sẽ tự tin. Còn khoảng chục câu là nó sẽ muốn cho kiểu gì người ta cho, người ta không có cố định dạng. Có thể trong 10 câu đó mình có thể quen được 3-4 câu thì mình ráng đúng 3-4 câu đó. Và những cái buổi tối online như thế này là thầy đang cố gắng để bổ sung cho em được càng nhiều càng tốt thôi. Và nếu mà may mắn trong 10 câu đó chúng ta thấy cái nào đó nó quen quen thì chúng ta tự tin chúng ta làm. Đối với đề thi quốc gia này không tủ đề nổi, không có cách nào mà tủ cả, chỉ ráng được càng nhiều càng tốt thôi, quét được càng nhiều dạng càng tốt thôi. Nên là chịu khó coi đi coi lại nhé, biết là chắc cỡ hết 1 phút nữa thì nó sẽ hết thôi.
hết rồi mình sẽ ao. Tôi ao không? À, sẽ gửi video cho anh.